Vị khách quan này chỉ các người. Có thể biệt mấy người đàn bà, mẹ của ta cũng muốn ăn sao chứ? Sao bóp xong thì sẽ hết đau ngay thôi mà. Đau quá. Cái trần có kích thích không? Còn phải mất thời gian một ngày. Chỉ bằng đi ngang qua cánh rừng. Tại hạ. Tôi phải đi đây. Được rồi. Tối nay vậy sao? Tuyệt thật. Con gái này của tôi đã được tôi nuông chiều khi còn nhỏ. Các ngươi muốn gì? Đào công tử. Đào công tử. Đào công tử à? Dạ. Sao con gái yêu của ta có thể gặp một tuấn kiệt như đào công tử cũ chung với một người đàn ông? Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vợ tôi lại mạnh mẽ như thế. Đó là điều mà mọi người nói. Dạ, em đã bảo chị là người đàn ông rắp nơi. Em bé à, hình như là ngủ say rồi đấy. Thú của ngôi mộ. Vì vậy họ đến với anh. Xin hãy giúp tôi. Im miệng đi. Pháp sư không hề nói sai. Cậu thần chú này lên đường hãy bảo trọng đấy. Tôi muốn phong lưu với cô không? Không ư? Cô không có. Chúng ta đã từng gặp nhau tại Trà Quang rồi đấy. Đại nhân à, tôi như là một con gà bự. Em những nữ trang về lại trong tiệm. Ông trời ơi, làm ơn hãy bớt được cái chiếc tôi. Nếu như ông không muốn chết, hãy nghe rừng có một cái miếu. Đó là nơi thờ của, đó là phán quan mặt đen. Địa ngục để chạy thoát cho tỷ tỷ rồi. Chúng ta đi nào. Đứng cọc dậy, thiếp và ông ấy đến đây để cứu chàng đấy khác. Và ta làm những điều sai hại, ta sẽ không cho các ngươi đi đâu.